Hey, yo, what's up các bạn, đang trở lại với vlog Trung. Thì cũng rất là lâu rồi Trung mới làm lại cái video dạng mà unboxing cái hộp My Protein. Thì cũng một khoảng thời gian cũng tương đối lâu á, cũng mấy tháng á, thì Trung mới làm lại cái video mà mở cái thùng này ra. Thì lần nào mở cái thùng này ra Trung cũng thấy vui á, cũng thấy rất là phấn khích khi mở cái thùng này và quay video với mấy bạn. Ok, thì đợt này họ gửi cho Trung tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 sản phẩm tất cả. Thì ok, thì bây giờ Trung sẽ mở cái thùng này ra và Trung sẽ cho mấy bạn biết rằng trong này sẽ đợt này sẽ chứa cái gì ha. Ok, ok, bịch đầu tiên, cái sản phẩm đầu tiên có ở trong thùng của My Protein đợt này đó là một bịch bịch PC. Các bạn có thể thấy không, đây là bịch BCAA. Đây là bịch BCAA Beach and Mango Flavor. Thì đây là cái bịch BCAA mà mùi beach là mùi đào, mango là mùi xoài. Thì cái này là trong cái đợt, khoảng cái đợt lần thứ 2, thứ 3 gì đó Trung đã có một cái bịch này rồi, bịch nửa ký, và Trung đã có review cho mấy bạn. Và cái mùa này, của BCAA này khá là dễ uống ha. Đây là một cái bịch BCAA. Thì BCAA thì thường là nó sẽ có hai loại. Một loại, loại này loại là loại bình thường, là loại 211. Có nghĩa là chúng ta sẽ có hai leucine, một isoleucine và một valine ở trong đó. Nó cũng sẽ có một cái loại là 411. Thì chúng thấy trong này cũng có một cái loại 411 nhưng mà dạng khác. Thì nó sẽ, cái thành phần leucine nó sẽ nhiều hơn. Leucine nó là quan trọng nhất trong cái loại BCAA này ha. Ok, L đó là bịch creatine. Các bạn có thể thấy đây là creatine monohydrate and flavor, có nghĩa là không có mùi. Thì cái loại không có mùi này cực kỳ rất là dễ xài, nhưng các bạn không thể uống một mình riêng nó được. Thì tôi nghĩ nó không mùi mà uống nó rất là ghê. Nhất là BCAA mà không mùi nha, nó cực kỳ đắng luôn. Thì tôi nghĩ các bạn không nên uống. Nhưng mà cái này creatine thì chúng chưa uống cái loại and flavor này bao giờ là không có mùi. Thì tôi nghĩ là không có mùi này nó sẽ phù hợp vô là khi chúng ta mà xài với lại whey protein, là cái lúc mà chúng ta cho protein sau tập và cho creatine vô, nó sẽ giúp cho chúng ta là nó sẽ giảm cho chúng cái protein synthesis chúng ta nó sẽ tốt hơn ha. Thì nên là hấp thu tốt hơn. Thì cái này các bạn chúng sẽ trộn với lại protein sau tập, đó là creatine, và các bạn có thể uống trước tập được, với lại chung với lại BCAA cũng được. Thì nó sẽ giúp chúng ta chuyển đổi năng lượng ATP, là chúng ta sẽ có nhiều năng lượng hơn để chúng ta tập luyện. Ok, thì đây là creatine, đó là sản phẩm thứ hai. Theo sản phẩm thứ ba đó là một hũ BCAA, một hũ BCAA. Đây là hũ BCAA, đây là hũ BCAA 411. Thì tương tự như là dạng bột, thì đây là một dạng hay là dạng bột ha, còn đây là dạng dạng viên, nhưng mà nó là dạng 411. Thì lúc nãy là bốn leucine một và bốn leucine một valine một isoleucine ở trong này. Thì cái dạng này là dạng viên, trong này chúng ta sẽ có 120 viên tất cả. Trong cái hũ lớn này là 120 viên ha. Và chúng ta sẽ uống 3 viên một ngày theo suggested use của nó, là 3 viên một ngày. Thì chắc là sáng trưa chiều, tôi nghĩ vậy. Và đó, cái thành phần của nó cũng là 411. Rồi ok, thì đó là hũ BCAA. Ok, một bịch khác màu, một bịch khác màu ở đây. Thì đây là bịch organic chia seed. Thì đây là bịch hạt chia. Bạn có thể thấy đây là bịch hạt chia của My Protein. Thì Trung nghĩ rằng cái bịch hạt chia này nó khá là ok đó, tại vì hạt chia bây giờ cũng rất là nhiều loại hàng giả và hàng kiểu giống như là, tại vì mấy hạt, hạt chia bạn có thể thấy nó giống như hạt é gì đó, thành ra là mấy bạn phải biết cách phân biệt, tránh cái trường hợp chúng ta mua nhầm hạt é và chúng ta tưởng là hạt chia. Và có một cái nữa là cái hạt chia bây giờ nếu mà là đồ thiệt nha, thì nó cũng sẽ bị một cái, đó là có những cái loại mà hạt lép với lại là hạt phòng bình thường. Ví dụ Trung nghĩ đây là những cái loại mà họ chắc lọc ra, còn có những cái loại họ hạt lép và nó bị gọi là bị sạn á. Thì Trung nghĩ rằng là mấy bạn nên cẩn trọng trong cái việc hạt chia. Thì cái hạt chia nó là superfood, rất là tốt cho cơ thể, thanh lọc luôn. Rồi thì Trung uống hạt chia vô á, những cái lúc mà những cái mùa mà Trung ăn nhiều protein quá, cơ thể nó bị nóng, thì Trung uống chia seed vô, nó bổ sung rất là nhiều những cái fat tốt là một. Thứ hai là cái fiber, cái lượng fiber, cái lượng chất xơ của nó cũng rất là cao luôn. Để chúng coi trong này cái lượng fiber của nó là tới tận 34g trong 100g chia seed, là cũng rất là nhiều, 34g là tương đối ok đó. Thì
đây là hạt chia ha, uống vô nó sẽ thanh lọc cơ thể rất là tốt. Và ok, sản phẩm cuối cùng của cái thùng này đó là không thể nào thiếu, đó các bạn có thể biết được đó là cái gì, đó là bịch whey by protein. Không thể nào chúng ta thiếu được bịch whey by protein trong bất kỳ một cái package nào. Whey protein lúc nào cũng là sự gọi là lựa chọn đầu tiên của chúng. Hay các bạn thấy thì đây là bịch impact whey protein 1 kg với cái flavor là chocolate mint stevia flavor. Vậy là chúng ta sẽ có, các bạn thấy được cái tự không? Đây, nó nằm ở chỗ này. Đây là cái mùi. Thì chocolate mint là mùi sô-cô-la bạc hà. Và stevia nghĩa là cái loại đường kiêng. Cái loại đường kiêng mà ít ngọt á, nó giống như là trong mấy cái bịch đường dành cho người tiểu đường á, ăn kiêng. Thì đây là cái loại stevia đó. Thì cái mùi chocolate mint nói chung cũng đã uống qua một lần rồi và rất là dễ uống của My Protein. Nhưng mà nếu bạn nào mà thích mùi vị ngọt hơn một chút đó, thì mấy bạn không nên mua stevia ha. Nhưng nếu bạn nào đang khách thì mấy bạn chung nghĩ rằng stevia là một lựa chọn rất là hoàn hảo với mấy bạn. Tại vì nó sẽ cái lượng carb, cái lượng đường á, cái lượng sugar ở trong này nó sẽ rất là thấp. Nói chung coi trong này một scoop của nó 25g thì chỉ có là carb là chỉ có 1.5g carb thôi, và cái lượng sugar là chưa đến 1g. Thì chung nghĩ rằng nó là rất là phù hợp với bạn nào đang cách stevia là cái loại đường ăn kiêng. Ok, thì nó sẽ nhạt hơn cái loại whey protein bình thường một chút. Ok, thì đó là năm cái sản phẩm của đợt này: whey protein, PCA dạng viên 411 và organic cheese seed, và sau đó sẽ là creatine monohydrate. Thì đó là đợt này, đây là cái thùng của My Protein ha. Đây là thùng chính hãng của My Protein, các bạn có thể thấy có cái chữ The Food Group. Đây là cái công ty mà đang sở hữu My Protein hiện tại. Chung update với mấy bạn một xíu, ok, sẽ update với bạn một xíu về cái vấn đề order. Thì chung nghĩ rằng hiện tại là chung vẫn chưa thể nào nói với mấy bạn chắc chắn rằng cái việc order, về cái việc hải quan, về cái việc ship. Nhưng mà riêng bản thân chung là cái thùng này là chung đã đang được My Protein test cái việc mà gửi hàng người Việt Nam như thế nào. Thì chung là người nhận cái thùng hàng này thì chung không gặp bất cứ một cái chướng ngại gì ngoài cái việc là chúng ta sẽ phải nhận email của bên cái vận chuyển là DSL. Thì chúng ta sẽ chỉ cần confirm, là chúng ta chỉ cần xác nhận rằng là trong thùng nó có cái gì như thế nào. Nhưng mà chung nghĩ rằng á, chung cũng có đang bàn lại với lại My Protein về cái việc là chung cũng muốn mấy bạn là chỉ việc mua hàng, trả tiền và nhận hàng thôi, không cần thông qua những cái thủ tục giống như là trả lời email gì hết. Nhưng mà thì đó vẫn là một trong những cái bước cuối mà hiện tại My Protein đang làm việc lại với bên vận chuyển. Thì chung nghĩ rằng là sẽ có một cái video chính thức sau khi mà bên đó họ đưa ra những cái quyết định về cái việc đó và đưa ra những cái thông tin cần thiết để chúng đưa lên YouTube và để cho mấy bạn order một cách dễ dàng hơn với một cái sản phẩm gọi là mang từ bên được nhập khẩu chính thức từ bên UK, là bên Anh, về từ kho bên Manchester luôn. Thì chúng mình không nhớ là kho nằm ở đâu, nhưng mà for sure là nó sẽ nằm ở Anh và được gửi từ Anh về, chứ không phải là những hàng trôi nổi như bây giờ rất là nhiều. Có nhiều mấy bạn người biết được rồi là có một cái vụ fake My Protein nhìn rất là tinh vi, nhưng mà chúng ta có thể nhìn ra được thông qua cái chữ của My Protein. Thì đợt đó chung cũng có thông báo qua bên My Protein thì họ cũng đã giải quyết cái vấn đề đó rồi. Thì hy vọng mấy bạn sáng suốt trong cái việc mà mua hàng My Protein ở Việt Nam. Thì hy vọng là chung sẽ thúc đẩy cũng như là đưa ra được cái thông tin sớm nhất về cái việc order trên web cho mấy bạn. Chung đựng cực kỳ nhiều những cái câu hỏi ở trên YouTube, trên Facebook, trong những cái inbox. Thì thật sự là chung rất muốn trả lời mấy bạn, nhưng vì chung không có thông tin cụ thể để chung đưa ra cho mấy bạn, thành ra là chung sẽ phải đợi tới khi nào mà thông tin nó hoàn chỉnh, nó cụ thể và nó 100% từ bên Anh gửi về thì chung sẽ đưa lên trên YouTube cho mấy bạn. Ok, thì đây là cái video mà unboxing đã từ rất lâu rồi mà chúng ta chưa quay lên trên YouTube. Thì hy vọng các bạn thích cái video này. Nhớ like, share và subscribe cho chúng nha. Peace.